vậy chắc chắn là chắc không ra đường rồi đó. Chị biết chơi trò chơi gì không? Chơi trò chơi vậy? Phải giải thích sao nhờ. Nhưng mà hồi xưa giờ chị có nghe ông bà có cái câu gọi là đừng có chơi đùa với bóng không? Chị có nghe câu đó không? Là cái bóng của mình á hả? Ờ đúng rồi, chơi với cái bóng thì nó không có may mắn hay bị cái gì đó chứ em cũng không biết nữa. Giờ em muốn chứng minh coi gì đó có phải sự thật không. Quách, em rủ chị chơi trò chơi này vui lắm nè. Hồi này tên gì? Trò ma bóng ma bd. Cái gì ma bóng ma bd quá. Giỡn á, giỡn á. Ma bóng, bóng là cái bóng, cái bóng ở dưới chân mình á. Khi mà mình đứng là mình sẽ có cái bóng dưới chân á, lúc mà ánh sáng nó dọi lên mình á. Vậy giờ chơi trò đó hả? Vậy là mình phải, trời ơi, mình là, phải bỏ là mình phải ra khỏi nhà. Mấy bạn ơi, đã nói không ra khỏi nhà mà giờ phải ra rồi. Ơi, ra khỏi nhà đi, trong nhà có gì đâu chơi chạy. Nhà mà không chán hả? Mấy trò chơi mày đưa ra trò nào cũng sợ á. Với trò nào thú vị với mấy bạn. Chạy thấy sợ hả? Sợ không chơi nữa chứ. Ủa anh già đi mà đừng nói là mình chơi trò bóng bóng gì trơn. Nói chung là tối nay mình chơi với rồi 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 bd đó. Đừng đừng có nói mà bóng, đừng có nói mà bóng nha. Được rồi để đi vũ vũ đi nha, là phải nói thiệt chứ nói giả là thì ra biết trong bữa nữa. Ôi shipper giao đồ cho ai vậy ta? Ôi có ai không? Ủa kiếm ai vậy? Shipper chị biết cô Kemi không? Kemi nè. À, đây đây đây, trời ơi, tôi bị lạc ở đường, cô ơi, cô không cảm nha. Rồi. Ui, trời ơi. Xong hết rồi nha, bye bye. Ok, bye bye nghe đây. Múa gì vậy? Ông cụ để tụi mình chơi đó, cái đèn này tụi mình cần. Có cái đèn đó mình có, để đừng nó gọi mình có cái bóng, mình chơi buổi tối mà. Làm gì có đèn, mình phải có đèn chứ đúng không? Được rồi. Để đi vũ đi nha. Ôi ơi. Ôi ôi trời ơi, mày phải đứng cho kỹ nha mèo, coi chừng lọt nha mèo, coi chừng lọt nghe. Tránh đường ơi, tránh đường. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Hi-ha đang làm gì vậy? Tôi đang xiết. Chị về, có chị về. Nói đây. Ờ, mai vừa qua tôi vũ ông chơi một trò chơi. Ông vô ông cứ con mèo quá ông đi. Rồi. Hôm nay qua đây vũ ông chơi trò chơi, Kemi mới vũ tôi. Trò chơi gì? Ma bóng. Ông nghe thấy lạ không? Nghe là nó thú vị và muốn chơi đúng không? Đó thì đó. Kemi vũ tôi lên, tôi qua tôi vũ ông. Ai biết nó nói ma bóng ma bd gì đó, ai biết đâu. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe có ma bóng ở trên đời này luôn á trời. Chơi nha, nha chơi nha, chơi nha. Rồi, chơi. Thôi chơi đi, năn nỉ à. Trời ơi, bị mấy bao nhiêu lần chưa tởn hay sao á? Có gì đâu, thì mình chơi cho thú vị. Hay được gọi chơi chơi mệt quá. Nhớ nha, tối nay nha, 12 giờ. Rồi, buồn ngủ rồi, đi ngủ rồi. Tới rồi nè, cây mi, wow. Có gì vậy? Ủa, hay vậy? Vậy nha. Đây, đây, sao em có hai cái đèn lá chim vậy? Bị này đủ, để coi kiểm tra rồi, nghe đủ hết chưa ta? Đầu tư dữ vậy đầu sao? Đầu tư dữ vậy? Mày làm như tao tưởng ba đèn không mày? Xíu anh chị. Cái này cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Đồ bánh có sữa luôn sữa. Sao? Đúng rồi, bánh sữa. Kéo rồi mà này có thêm sữa nữa. Đúng rồi, được rồi. Anh chị tập trung im lặng để em cúng kiến rồi nha. Ok, để anh chị im lặng cho mày cúng nè, mày cúng đi Kim ơi. Hỡi những quan hồn hãy về đây chơi với làng của chúng tôi. Cái lùn mà nó la hỡi các quan hồn lại có thể lạ cho trái kìa. Giờ nó ghim nhang kìa. Rồi. Vậy anh chị đứng yên nha, anh chị đứng đó đi, em kích hoạt cái đèn này lên là anh chị sẽ biết thấy điều bất ngờ. Ok. Rồi, đứng xích lại đây, Rồi. Ok. Bật đèn lên. Rồi, cái gì chứ? Mình có cái bóng của mình kìa. Cái bóng mình đè xiếp nó cũng đè xiếp theo luôn. Ơi. Vậy giờ mình làm gì? Hay mình cứ đứng ngay vậy thôi hả? Ông bà nói là mình không nên chơi cái bóng mà giờ 12 giờ linh này đó. Mình có thấy gì hiện tượng gì xảy ra đâu ông bà nói sao tụi mình á. Giờ luôn rồi mà chơi với cái bóng thì tao thấy có điệp cái gì á. Đây để tôi vô tôi giải, ở các vong hồn xin hãy về đây chơi trường chơi cùng trò ma bóng với chúng tôi. Thôi, tới tôi. Hỡi các oan hồn hãy đến đây chơi ma bóng cùng với lại chúng tôi. Trời ơi, làm hết hồn hết vía. Đúng vậy đó. Hôm nay có nghĩa là nó có gì đó. Ơ, gì vậy? Có thấy đèn gì không mọi người? Bị má thấy gì vậy? Như là cái đèn của gái á. Em ra ngoài trời chơi cho nên là nó bị mát á. Làm hết cả hồn à. Trời ơi. Cái gì vậy? Em đã tự tới công tác luôn á. Bậy, để tao kiểm tra cho. Thương má. Ừ, bình thường. Ảo thì chứ, nơi, dở Hoành ơi. Ơi, cái gì vậy? Em nghe tới công tác bật tắt rõ ràng luôn chứ không phải là nó bị mát sao? Tôi cũng nghe thiệt á nha, chứ mới nghe tiếng bật tắt rõ ràng thiệt đó. Tôi nghe mà, như là nó bắt đầu đó. Hiệu nghiệm của trò chơi này là sao Kimi? Mấy cái bóng này nó sẽ ra chơi mình nhưng mà có cái gì đâu. Với lại nghe nói là gặp chuyện xui rủi gì tùm lum á, không biết nữa. Ơi, vậy nó ra chơi mình rồi sao nữa? Trời ơi, hay là bây giờ còn cái... Ơi, cái gì vậy? Ôi, gì vậy? What? Ôi, gì vậy? What? Sao đây? Ủa, chị đâu có biết đâu. Gì đâu có gì đâu ta. Trời ơi, nhưng mà nó không làm hại mình là được rồi. Ôi, sao nó có kiếm vậy? Ôi,
hình như đang chém lẫn nhau luôn kìa, đang chơi đồ với nhau kìa chứ mới. Quay xây vòng luôn kìa. Vãi rồi thiệt, không tin được luôn á các bạn ơi. Trời ơi. Ui ui. Quái gì vậy trời, tụi nó chém chém nhau kìa, nhìn hài thiệt luôn. Ôi, chặn con luôn kìa. Bắn chúng mình á. Ôi, tụi nó bắn em luôn đó. Tụi nó chém lộn kìa, tụi nó chém kìa. Tụi nó chém lộn kìa. Bây giờ tính sao đây? Ôi, quách đeo. Cái bóng nó bị bóp méo kìa. Ôi, cái bóng bị kéo dạng kìa. Tụi nó trở lại bóng bình thường rồi. Nha, tụi nó hết đánh nhau rồi. Hết đánh nhau rồi. Làm gì chạy nhảy tụi mình bị bóng chạy dưới nào. Ôi, của mình mà. Bóng này của ai? Nó đang chạy về siêu thị. Bóng này của anh. Còn bóng em đâu trời ơi. Rồi. Nó chạy đâu người ta? Đừng có chạy nữa mà. Đứng im đi, cái bóng này. Đứng im rồi. Ôi, cái bóng của tôi chịu đứng như tôi rồi. Chạy đó rồi, trời ơi. Nó đặt bom rồi. No, cái bóng này của em mà. Vậy hay sao kìa? Ôi, có vậy kìa. Trời ơi, nó phá nhà của Huy nước luôn rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, nó quậy nổ tụi lắm á. Nó trước tìm được bóng nó luôn hay sao á? Em kìa cái bóng kìa, em đứng ở đây thì không dám đi đâu luôn á, sợ nó chạy đi mất nữa. Trời ơi, cái lúc mà nó xoay ra coi chừng cẩn thận nó đi mất bóng rồi tụi mình coi như có điểm á con người. Người mà không có bóng là ma đó. What? Đúng rồi. Ghê vậy? Đúng rồi, cách nó nhận biết những người âm người dương như vậy đó chị, ghê lắm. Thôi vậy thôi, quay về cái chỗ mình cũng đi. Chứ lại tắt cái đèn cái. Trời ơi, bình tĩnh đi, hình như. Ôi, nghe ngắn quá. Trời ơi, cái gì? Mày nhớ tắt rồi, nó không cho tắt hay gì á mọi người. Không biết luôn đâu, để em tắt thử rồi, để em tắt thử coi. Thôi, tắt được rồi nè. Ôi, nó bỏ lại kìa. Trời ơi, Kemi mày đừng tắt, Kemi đang chơi trò chơi mà. Cái đâu rồi? Ôi, cái bóng nó giờ ra rồi. Ôi, cái gì vậy? Nó vậy được luôn mẹ. Nó đúng vậy được rồi kìa. Ôi, là sao vậy? Ờ, bóng nào của tôi vậy? Bóng này nè, bóng này của tôi nè. Bóng này của tôi. Ôi, kìa, nhảy lên được đó, Kemi. Nhảy lên thử cái bóng, nếu là của tao. Ô, đúng kìa. Ô, trò này thú vị thiệt á. Không giỡn. Bây giờ solo không? Coi bóng thằng nào PvP hay hơn không? Rồi, bóng của em mà kẹt sát trước rồi đó. Cái bóng của em mỏng tét à, lét à. Đồ. Ủa, sao bóng này kỳ vậy? Mặc giáp xong rồi nó phồng ra luôn kìa. Ủa, là sao vậy giác kìa? Ôi, Yumi bây giờ như con ngựa luôn rồi. Ủa, nó có tên rồi kìa mọi người ơi. Tên gì vậy? Ê, Yumi ơi. Tên nó ghét bị ngựa. Tên của tụi nó bị ngựa. Ngựa của tụi mình á, ngựa kia tụi mình á. Nó chỉ là bóng của mình thôi mà, phản chiếu lại tụi mình đó. Ủa, cờ cờ làm gì cờ, làm gì cờ. Rồi, bắt rồi. Không biết là tôi PvP giỏi gì, cái bóng của tôi PvP giỏi không đó. Ui ôi, bắn cung nữa cơ. Ui ôi. Tụi nó đánh vậy chừng nào biết đứa nào. Ê, lỡ cái đó đánh lát khỏi nó chết rồi sao? Về bóng của bọn tao đi. Trời ơi, đừng có đánh nhau nữa, mất bóng mình chết á. Ui gì vậy? Nó thả tim cái bóng của tôi. Á đù. Trời ơi, thì hai người là người yêu nhau, nó hôn nhau là bình thường mà. Nó thả tim lại luôn kìa. Rồi, nó đi ra luôn rồi. Cái bóng ơi, dừng lại, đừng có chạy nữa. Thằng ma như nhau với mấy ơi. Cái đù, hai đứa này còn phát cơm chó nữa mấy bạn ơi. Trời ơi, đó là bóng mà còn phát cơm chó cho mấy bạn fan FA nữa hả? Ôi trời ơi. Nó thả tim nhau luôn, trời ơi. Ui. Nó về tôi rồi. Nó về bóng rồi, về bóng luôn, về bóng nào. Trời ơi, đi. Ôi, chị ơi, ơi. Em phụ em cái bóng kia, cái bóng này nó mất tiền rồi. Ủa, cái bóng này lại mất tiền mà mày không để ý hả? Sao nhìn mày mờ vậy? Ôi, mờ, chết rồi. Ủa, là sao vậy? Em sẽ biến mất rồi đó, trời ơi. Cái bóng này nó mất tiền. Có thể là do em bị rời xa cái bóng của em quá nhiều á. Ủa, bây giờ sao vậy? Không biết, không biết mày nó đâu có bị như vậy. Bây giờ tiếp thủ em nhớ. Nhưng mà lại thấy chạy hướng nào không? Ơi, chạy chạy giờ phải tranh thủ đi tìm cái bóng của Kimmy rồi. Đi về còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu chứ đã. Còn một nửa sao? Ôi, vậy còn một xíu thời gian nữa thôi đó. Hết nhang. Vậy là còn vài tiếng nữa. Đúng rồi. Cái này mình phải làm cách nào đó để cho mấy cái bóng của mình ra, để coi có gì nó giúp thêm mình người. Tìm người đi. Anh chạy nhanh lên đi. Ơi, bóng ơi, ra giúp tao với được không? Cảm giác Kimmy bị mờ hơn vậy. Vậy là em bị mờ hơn luôn hả? Thôi nhanh lên đi mọi người ơi, trời sắp sáng rồi đó. Đi chị ra tìm đi. Chết rồi mày đâu rồi. Qua tiệm gà rán rồi tìm vậy hả? Con Kimmy nó ham ăn, coi cái bóng của Kimmy nó có qua tiệm gà rán không? Ơi bóng ơi, giúp tao đi tìm Kimmy, bóng ơi, nó không xuất hiện ở đây rồi. Bóng ơi, mày hiểu tao nói gì không? Sao không thấy mày ra dấu hiệu gì sao tao hiểu không? Mày giặt vậy à?
cái bóng của con nhỏ Kimmy nó đi, nó đâu, đi đâu rồi? Nó đi chơi rồi. Bà ơi, nó ham chơi quá rồi. Á đồ. Bóng của bà ngu vậy không có giấu. Kệ tôi. Ok, xin lỗi. Chị thấy ở đâu vậy? Trời ơi, mấy cái bóng này có thể nói chuyện được nè. Ôi, tụi bay tìm muốn đâu. Nó thấy trên liền tụi bay. Trời ơi, mày thấy gì? Mày thích gì? Đang có đua đó. Giờ rồi nó mờ nó kìa, trời. Trời ơi, ra quán trà sữa tìm thợ đâu mà hợp lý. Ôi. Kìa. Em ơi, cái bóng em nè. Trời, nó mua trà sữa thiệt luôn kìa, trời. Trời ơi, trời không hiểu luôn á, nó mua trà sữa luôn nè. Chị ơi, mở hơn nữa rồi nè, chị ơi. Ôi, nhập vô kìa, nhập vô. Nhập vô nhìn lên. Ô, cái bóng quá vậy. Rồi nó còn cái mặt buồn nữa kìa. Ôi vui đây, không nhập về lại đâu có vui. Nhập vậy á em ơi, lần sau chơi tiếp. Cho về đi chứ mày ơi. Nhớ nhà, ok, nhớ rồi. Nhớ nhà nữa trời ơi, mấy cái bóng này cu te dữ trời. Không là em đi luôn á, trời ơi. Không có đi được, không có đi, trời ơi. Thôi đi về, đi về, đi về, đi về, đi về, đi về. Ui trời sáng kìa. Trời sáng rồi. Trời sáng luôn rồi trời. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Trời ơi, Ok, sẽ có phần 2 nha các bạn ơi. Nhưng mà phần 2 thì mình chưa biết sẽ như thế nào đó là các bạn hãy comment cho mình, tư vấn cho tôi nha. Còn bây giờ thì tôi đi ngủ thôi. Ủa đặt sao bả không bả vậy? Trời đất ơi, đấy ngủ.